Hả? Bên kia là mấy anh gì? Mấy anh bạn ở trên cái kênh cũng đóng thuyền nè. Minh Tâm hả? Minh Tâm. Bây giờ mình đang chờ mấy bạn nhỏ tới chơi mà bây giờ gần tối rồi mà mấy bạn nhỏ đâu không thấy đâu, gọi điện thoại giờ không liên lạc được. Bây giờ mình quay cho mấy em nhỏ ở đây xem này nghe các bạn. Mình mình đứng mình chờ mấy đứa bạn của mình, nó hứa mình là nó đi thuyền ra đây nó chơi. Mà chờ nãy giờ lâu à, mấy bạn nhỏ ở đây cũng trong nữa nè, nó đứng trong này nè. Đó, chào con. Hello. Đó, thấy chưa? Mấy bạn là biết chơi nè, như anh này anh mắc cỡ, anh cầm cái tay của mình anh quậy quậy hồi banh sát nè. Hai đứa chào cái coi. Ông ấy hồi là không có chơi cho mà không chạy cho mấy đứa coi đó nha. Nè, gian cái camera của người ta ông nội, đụng đứng che camera đi. Ghê hả? Ghê chưa? Ghê. Mình bơi chắc chắn là sẽ thắng rồi đó mình. Chưa chắc gì thắng. Xuống bơi đùa nó ơi. Xuống bơi đùa nó ơi. Đưa đùa nó đây. Mày hay quá. Rồi bắn tung khói luôn. Không hay chứ mà. Đúng rồi. Ấy lên. Rồi cầm. Rồi camera. Rồi cameraman. Đó thì bắt đầu gom lên. Đâu. Cái xương xương. Dạ, bơi luôn đó bạn. Nó mới có nói idol YouTube. Đó idol fan nó quay những cái idol. Được không? Ông mới chạy ra nhỏ. Qua bển luôn. Chạy lúc vòng kia bọc vậy. Ví dụ giờ mình đi nó bơi qua tới bển nó không? Chú Hoàng. Có nào xa quá mất điều khiển không? Qua thuốc bên nội luôn rồi. Ở xa dưới chú Hoàng. Gần tới nội. Qua nội. Ui. Rồi quay lại. Trời. Đùa với nó Quyền. Không dám được. Hồi nãy gan lắm mà. Anh nãy đây có gì chào. Nãy. Rồi. Tông vào bồn luôn. Giận chưa? Vướng rác rồi con. Nãy con nói vướng rác rồi. Công đã vừa. Vướng rác nó cũng thất bại nữa ha. Thôi chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Không đổ nước ra chứ mà. Chạy nó mạnh nó văng ra. Ghê không? Mình nó lại. Hacker. Như nó cái chân vịt nó lệch qua bên ha. Vịt nó lại. Cái chân vịt nó lái. Chân vịt nó lái. Bánh lái nó lộn. Rồi đứng luôn rồi. Cầm máy kỳ bạn. Bạn cầm cái máy bạn lắc gì kỳ. Thôi. Nào chú cái máy con cầm đứng lên tí xíu. Mà nó vẫn quay rồi. Con không thể điều khiển được cái máy. Vậy rồi. Tao lên tao bình luận là tao chửi. Bữa nay cái thằng cameraman này mệt mỏi lắm ha. Bữa làm cho kỳ vậy ta. Nè cầm đi. Cái cameraman này chán quá. Tuổi gì rồi là được rồi đó chú. Rồi. Bây giờ mấy đứa muốn đi đâu? Đi qua bên cái nhà mấy bên kia ha. Dạ. Vòng lại ha. Đi qua chơi mấy ông đó chú mà. qua chọc chọc với ông đó. Chú à. Ủa sao thấy cái dựa thôi rồi thôi. Ở kia đâu có gì không? Ông chơi luôn ra đó. Rồi điều khiển xa dữ vậy. Ôi. Này hơn 30 mét rồi chú à. Trời. Tới cầu nó không? Tới cầu nổi mà rủi thì nó mất sống rồi sao về? Lậu. Lấy ghe bơi sao về? Lấy ghe sao con lấy ghe đâu con lấy? Mất sao? Thấy không? Thấy. Qua khỉa mấy ông đó. Qua cà khỉa mấy ông đó hả? Mấy ông đất trời. Ui dây nó ngược mạnh rồi. Rồi trời ơi trời ơi trời. Rồi. Căng trời ơi. Chắc nước ra đi căng trời trời. Nó vô nước rồi. Mình chạy từ ở trong bến chạy ra cho lịch sự ha. Rồi. Căng trời lên. Bắt cào lên. Bắt cào lên. Coi chừng vướng cây nha. Ờ. Anh nhìn vô trong cái máy. Anh đừng có nhìn ngoài. Thôi bây giờ đi cà khỉa mấy ông kia kia đép. Khỉa. Khỉa mấy ông kia. Khỉa mấy ông kia. Đó mình nó chạy thì mình đua với nó được. Ờ đúng rồi, rồi nó chạy. Thở rồi nó lên dốc á. Rồi bây giờ mình lại lần đẳng giờ bắt đầu mình cà khịa cái ông bắt bà gấu gì vậy? Bắt bà gấu gì vậy? Ừ bắt bà gấu gì vậy? Anh hai nói chú đi chứ. Chú An. Chắc không? Không người nói nhắc nó chú. Nói chú đi. Tôi nói bà gấu nổi. Hồi nãy anh hai nói chú đó chú gì? Cà khỉa ông đó. Ê, cà khỉa ông ra. Bây giờ mình cà khỉa ổng. Nhanh chú An, nhanh chú An. Ông mà đi xuống tới cái ổng, tới đó cái mình bọc lên. Trời con cầm đàng hoàng. Một like cho video. Tên cầu làm gì đứng nhóc luôn. Anh nhớ câu rồi hả? Hả? Sao? Trời trời không đi nhanh đâu. Trời không chạy nhanh mà bao ông mình đâu. Ôi. Ôi. Đi ra sao kìa. Đùa. 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 Ôi, một đầu. Chơi một đầu. Đùa không? Đúng không? Ôi chứ ổng đi trước luôn á. Ổng tắp bến rồi. Tắp bến rồi, bắt qua gấu tắp bến rồi. Nó thấy rồi. Thôi ta không đua mình về. Ôi trời 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 trời. Trời 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 trời. Chết bà vô nước. Chắc nước tiếp. Không, đâu có nhiều nước đâu. Ra đó lại. Ra không được. Được chứ. Không được. Chỉnh dướng nước. Hạ cờ xuống đi. Ủa chứ không chạy ra luôn. Ủa chân máy hả? Quanh nó ra. Còn bây giờ ném dưới kìa. Mẹ Thiên về rồi. Để Thiên về. Không có ai cà khỉa hết rồi các bạn ơi. Ra tài khỉa, cà khỉa tái dừa khô hả à. Mình bắt 3 còn nữa đó. Bật cờ lên. Chạy nước ngược nó bị đảo. Ê Thiên vô kêu lột ra chơi Thiên. Thôi. Nó có nhà đâu kêu. Giờ tới kìa. Kêu không kịp đâu. Rồi, đi luôn. Bác ba nhìn hết rồi, bác nhìn luôn. Bác ba. Bẻ ra ra chạy luôn. Lắc ghe ra chạy luôn. Chạy đâu rồi? có ai đi khè rồi. Trời ơi. Bạn chạy với tốc độ rất là nhanh. Tốc độ bạn ơi. Lên tới bờ luôn. Lên bờ chạy luôn rồi. Ơi chuyện nhỏ mà. Lên bờ dắt nước. Rồi bây giờ đi qua cà khịa. Không có ai cà khịa hả? Không mấy con ghê hả? Đi qua cà khịa em nói cũng được. Giờ mấy cái cờ nhỏ nhỏ nó chịu lên nổ luôn rồi kìa. Thì ướt. Coi. Đi, tụi con vô, tụi con đứng ở phía trước chơi thoải mái đi. Tụng kinh. Cà khịa ra bự dám lại với nhỏ. Mấy anh kia lên là có xà lan rồi chứ gì. Chào mấy bạn kia lâu quá không thấy đâu hết trơn, buồn ghê luôn. Chắc nay không lên nữa. Buồn ghê luôn, chạy vòng. Hạ cờ xuống. Ủa? Bật cờ lên. Hấp dẫn chưa? Vòng vòng đây không ai để mình cà khịa hết trơn. Ông có chuẩn bị không vậy á? Nào. Ông đi ăn gì xuống kìa. Đúng rồi đó. Mình có chuyện đi bên kia sao? Chú Hoàng với điều khiển cho nó ăn bùn hoài. Chạy cho nó vui thôi. Hồi tước có mua quay ướt con cano mà 200 mấy em về chạy không được nhiêu. Ai bắt gấu nãy chạy không lại chiếc cano. Sao lại được? Cho nó chạy lướt còn mà lại cái que nó vậy. Mất sống hả? Rồi chạy thử đi có gì coi bỏ luôn hả? Có gì nữa về cứu bắt gấu. Rồi là giữ chị em. Ôi cái qua bả nó mấy cà khịa mấy ông kia. Có gì lấy ra cứu bắt gấu. Đây mình chạy lại tới cái lúc đằng là cái đú hay gì á. Mình chạy chậm lại đẳng mình chạy đó ngược lại. Mạnh lên. Tiểu máy á. Bạn cầm máy bạn lắc không bạn? Lần đầu tiên làm camera. Camera mà tháng này từ lên tóc. Tới đó được mưa các bạn. Được rồi. Bây giờ vòng về. Hết ga luôn chú An. Hết ga luôn. Chạy đứt rồi. Vậy là hết ga rồi. Chưa. Hết ga luôn rồi. Chưa. Nè. Mình về tiếp đi ba ra. Coi nè. Lên bờ luôn. Không. Hồi nãy lên bờ lắm lần rồi. Ông cameraman mày cầm mày lắc quá mà. Cầm kỳ. Thôi không cầm ấy. Cái món xình của anh không cầm nữa. Gì vậy? Đâu có hai đó. Ủa kêu vàng chỉ ai hả? Ép xuống cầu Ba Lạc luôn. Ép xuống cầu Ba Lạc chạy vô bụp lá. Ở đó bụp lá nhiều lắm. Vừa dừng lại cái mình queo về được rồi. Không có nó có bụp lá mình không thấy nó chém bụp lá nguy hiểm á. Hảo. Rồi ông nội tới đâu? Gì Thảo? Thôi ra ông chị bật quần chứ đấy chú. Rồi chim thiền rồi. Ở dưới chú An có biết gì không? Hồi nãy hình như vướng cái cây gì á. Nước nhóc không rồi. Đi dịch vướng gì rồi? Không, vướng cái cây gì á rồi nó lướt qua cái xe vướng con dây gì vậy? Không, nó vướng cái cây nó lướt qua luôn á. Trời ơi, kêu máy nó kêu. Mạnh lắm á. Máy mạnh. Nay bụp quá bắt đâu. Bây giờ nó dướng vô vậy mình ve bằng cách nào? Ve phải, ve trái, ve mấy cái này. Ve chưa? Chưa. Vô đây không vừa. Em né ra Khang. Ve bờ này. Cái camera này nó lộn qua cái lá cờ của mình bị vòng luôn. Lá cờ giờ ướt nhẹ phơi chăn luôn chứ gì đó. Lá cờ hạ xuống rồi. Nó bị cuộn rồi, tại nãy chiếc ghe nó lộn qua bên đầu mé bên kia luôn á. Ê, mình sửa cái này lại tí xíu. Ờ đúng rồi chú An, hồi nãy chạy sao nó nghiêng một miên á. Cái cọng dây nó bị lộn cọng dây ra luôn, lồi cọng dây ra luôn. Với lại sao mà chạy nãy nó chạy. Nước nó vô nó bị nghiêng qua một bên. Chạy sống như vậy. Mình đâu lại. Chạy ngắn ngắn quay thôi. Có gì vậy? Cái gì vậy? Con đưa cái máy thì sao nó nằm trung tâm á. Ừ. Thấy không? Ở cái ghe chạy lên phố luôn kìa. Đâu? Đó chú. Chạy lên cô. Thôi cô chừng mấy anh em lên Minh Tâm á. Có cái nào là tạo sóng nè. Tập trung vô. Bữa nay cameraman bị đòn quá. Đi khịa ghe tiếp không anh? Đúng, chú đó chạy hả? Đó chú. Ôi camera hắn này, camera man hắn này tự lương. Chạy nổi đâu. Chạy lên có đen rồi không phải hả? Kêu cây gì vậy? Cái gì vậy? Chạy xịt có đen đó mà lại ăn cây thiện. Quay qua đây. Biết gì chỉnh máy không? Lắc làm sao cho nó sáng á. Đưa cái mông ấy. Trời ơi. Đã ra không thấy rồi, giờ chưa đưa con vô. Up lên YouTube có tốn tiền không chú Hoàng? Làm đồ thôi à. Lấy cái ca thế. Em tính qua đây luôn, anh qua đây nữa hả? Quay cho nó. Phải để cho lần gần. Ông đó ông ghé đó, ông cái chỗ nào? Chỗ đó là hình như ấy mà. Ủa chỗ đó. Ủa tới đâu mất sóng vậy chú Hoàng? Mới chứ ra nhầm nhò gì nè tuốt đẳng mà đứng coi lại chặt khẽ đó chú An. Điều chỉnh cái này là ông nội rồi ông đó không nhìn dữ trời. Cano đang tiến tới cà khẹ má ghe đang bị hỏng. Ôi ghe cũng khói luôn à. Biết trước rồi sắp nổ ghe rồi xịt khói đen rồi. Ôi tuốt đẳng dữ hả? Ơi tới ngay sầu đá luôn. Sầu đá luôn. Tới sầu đá. Quay về chú An. Xa quá mình không thấy mình điều khiển cái gì á. Vòng lại. Không thấy hướng nào. Nó đang nó nghiêng qua đây nè. Đúng rồi nó nghiêng qua đó. Rồi nó lên đầu. Chỉ biết nhìn theo cái hướng mà nó chạy à. Ui nó chạy lút qua bả luôn rồi. Nó chạy vòng lại sầu đá luôn rồi. Ủa chạy đi. Đấy, đúng rồi, chạy ăn đó. Thấy xanh là mình biết là nó mốt tô cho nổi lên. Hả? Mốt làm phải cho nổi lên nữa. Nó biết rồi. Nó xanh đó, mình thấy nó xanh đó là cái nước nó ở phía sau là mình phải chạy mình mới quan sát được. Mình qua đó. Còn xong. Rồi quay cho nó chạy tốc độ lên coi. Thôi. Bay lên nữa. Ủa nãy bay xong hết bay rồi. Tại cái này nó trơn nè. Giờ trút nước ra, trút nước ra. Rồi để xuống. Đem qua mấy bên này đi. Qua mấy bên này. Cái này nước im này, cái này chơi. Ừ, con cầm mấy cái máy này đi. Cái này có nhiều cameraman dữ quá. Tại qua chở qua dùng nước vậy. Trời mẹ luôn. Lôi đi nổi luôn á. Chắc qua tới bên đó là mất sóng. Để tôi chạy dọc bé đó xuống dòng lên nổi không nha. Bây giờ mình thách thức là mình đi qua cái cây dừa mé bên kia. Mình vòng lên. Là bỏ luôn. Ủa nãy bỏ gì? Ngày... Có gì kêu bắt gấu à? Đây đứng đây. Bắt gấu bơi dữ lắm. Thua chiếc anh hồ đó. Được mà. Ở có chiếc ghe nó sống rồi bị cao của chú Ngoan. Rồi bỏ qua dừa luôn. Rồi đâu lên khẽ chiếc ghe bên Châu Á luôn chú Ngoan. À mình chiếc ghe Trà Bá bên kia kìa. Khẽ chiếc đó chú Ngoan. Rồi chứ nó sống quá. Phải anh em Minh Tâm không? Không phải. Hồi nãy tới Sầu Đáy còn nổi mà. Không mình đi được rồi nhưng mà giờ mình muốn vòng đấu lại. Có nghĩa là mình không quan sát rõ thì mình sẽ quay không, mình không có điều khiển được biết không? Chứ cái tầm xa của mình là ok hả? Có quay không? Nó có số không con? Không, không. Nó có chữ video rồi cái dấu ít. Con bấm vô nó quay, nó số nó không có đăng điểm hả? Cà khẽ đó. Chú An, vòng lại cà khẽ. Hả? Còn tiếp cà khẽ, cà khẽ. Nó quay lại từ đầu rồi. Nó quay lại từ đầu hả? Có nghĩa là nhiều khi bị nước á, bị nước nó không quay lại. Chết là sóng, cho cano. Sóng rồi, ơi chết rồi. Không nhầm nhò, không nhầm nhò. Sóng quá sóng luôn chú An ơi. Sóng này hồi nãy nó mưa là đã. Ồ đúng rồi, hồi nãy không chơi sóng luôn. Chơi cho bập bên chơi. Cái cây nó gọi được thiện chứ không ạ? Dễ đi thiện chứ không ạ? Đâu có con. Nó bị cứng rồi. Chủ yếu là cho nó nằm tại chỗ thôi. Có về chỉnh sửa video lại không chú Ngoan? Không. Quay sao quăng lên vậy đó. Rồi không cắt luôn á, chết rồi. Nó cắt gì? Nãy quay túng chân rồi. Hả? Ơi gọi quay thường vô rồi. Dám rồi. Đậu nước sao con? Đậu ghế đầy đúng không? Đứt nước ra. Nhấp. Thanh Niên xe bay. Vậy lết á, nãy vô muốn đầy luôn kìa. Quay kia được rồi. Dạ. Ê, đâu có kéo. Đâu có kéo, đừng kéo. Không kéo hả? Dạ không. Tự lên mà. Tự lên. Không kéo vậy là nó tụt nhau. Con quay lé chút thôi. Dòng lại mình cắt kìa ông này đi. Được. Kìa. Camera vậy. Ông bà, bác bà. Để vậy là biết cái thuyền của mình có cái cào. Để nước dưới là tao biết. Không hề hứng gì nha. Dí luôn, dí sát ghe luôn. Áp sát luôn. Áp sát luôn. Đi theo chú An chạy đằng sau ra cái chỗ đạp nước đó chú An. Nó chân vịt nó quất cái. Chơi sống không chú An? Chơi sống. Đang chơi sống không? Cano mà chơi sống. rác rồi, dính rác. Rác lên rồi đi. Rồi, bỏ xuống. Nó bỏ vô nước luôn má ông ơi. Phải chừng cái con. Té à. Té lội lên chú. Biết bơi hết à? Biết bơi chưa? Biết bơi hết rồi chú ơi. Biết bơi không à? Con đâu biết bơi. Sao nãy sao bơi lùng khùng. Các bạn chứ không biết bơi. Đi qua con cần hiểu không? Con nào. Cái ông đang đứng trên ghe kìa cả kìa. Mình chạy thi bằng lái nha. Để chạy gần đây để thi bằng lái. Quay nhìn cho kỹ trong nè. Chạy số 8. Chạy số 8 ra số 3 phải không? Ờ. Chạy số 8 ra số 3. Rồi chiếc nó chơi lại chiếc này thôi chúng này. Ô ca. Chơi. Đó chiếc. Đó. Từ mình thi bằng lái sao bây giờ mình đi cà khịa luôn đi. Đi cà khịa đi. Con quay cho rõ cái ghe kia kìa. Ừ. Chú, ai đi cà khịa cho rõ luôn hả? Ôi chiếc ghe nó chạy. Vô chú An dí. Trời nó chạy nhanh dữ hả? Chết luôn. Mình không có thế, để mình đua theo người kia được. Tại vì người kia ta đang chạy mà mình quay lại là mất trớn mẹ nó rồi. Đâu làm trời té luôn rồi đó hả? Làm gì té đây? Okay. 9 phút rồi. Rồi nó cầm cái camera người ta, nó cầm về nè. Rồi sao? Đây là một khán giả coi lọt cái mương. Ê, số 8. Khán giả coi lọt cái mương kìa các bạn. Một số khán giả nhí của mình đây là nãy giờ chạy nãy giờ khán giả nhí của mình cũng đông lắm nè. Số 8 đã lọt. Caramel nãy giờ nó quay cho mình. Nó quần điện thoại chắc chóng mặt luôn. Rồi cầm lại cái thì của mình lúc kia rồi. Bây giờ mình thi lại bằng lái nha các bạn. Đạp đầu đổ mưa. Không tắm nữa. Rồi không tắm nữa. Còn lọt đầu nghe tao lắm luôn. Rồi xuống gì? Ở xuống dưới bơi thử đó rồi Huy. Xuống dưới bơi thử đó rồi. Ở dưới chú Hoàng, ở dưới chương dịch nào chú Hoàng. Đó, đi xuống dưới. Thi ra. À, có một người đang thi với Hoàng là tao không để nó phải. Tắm này siêu lên. Ở lấy cà khịa anh đấy. Lấy cà khịa siêu táo kia chú Hoàng. À, sao tao bơi lại nó. Nghĩ sao tao bơi lại nó. Rồi, đấy là tiếp đâu rồi. Con bơi hả chú Hoàng? Chiếu rồi. Con bơi nó đâu? Bơi. Ôi con bơi nó đâu? Bơi, mẹ lên. Chạy 1/4 ra thôi. Quý nó ghê đó. Rồi xong luôn các bạn ơi. Dính rác rồi. Rồi Quý. Chạy lội dồn tốc độ chạy chậm quá tự nhiên vướng cái cọng dây chứ không phải là gì á. Thôi công nhận hên quá Quý anh hai suốt là cứu hộ phải không, cộng dây phải không con? Đội cứu hộ rồi. Gốc gì ạ? Gốc lá dừa. Vướng cộng dây. Ôi. Vướng. Đưa chú An gửi à? Nuôi luôn á. Gỡ nuôi luôn. Nghe anh cứu hộ. Rồi một caramel đã gửi đi tìm. Dắt em đi vòng qua đây nè. 32 giây à phút rồi. Chạy vòng đây rồi cứ chơi. Bữa nào đem cái cùi xuống cho chú An chế chơi. Tước vậy chưa được, lúc nào mà chế được vậy luôn chú An. chế gì là đút cái máy thôi, ghim điện cho tự chạy à. Nó quay tao nó chạy, nó giận nước nè. Làm cái dao Minh Tâm vậy? Cải tạo sống luôn nè. Thôi đi đứng bà đi không có hai vòng cho cũng chết. Bà sống ghê không? À. Tàu sống mà tàu nhanh đi chú An à. Chạy kêu như máy bay vậy. Có gắn máy động lực không? À, không. À. Wow. Ghê không? Ba thành công rồi. Nội nước ngoài. Thôi mình nghỉ đi. Nãy giờ chơi cũng lâu rồi. Cắt nước ra. Chào khán giả đi. Dạ. Con cậu. Rồi kết thúc video các bạn ơi. Chào khán giả. Chào khán giả. Hẹn gặp lại clip sau nha.